Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến kênh YouTube của mình. Hôm nay thì các bạn sẽ cùng mình đi bày bốt cho mọi người nhé, và giới thiệu các cái mẫu ô tại cửa hàng của mình mọi người nhé. Hàng nhà mình là hàng bốt full hộp như này mọi người nhé. Mẫu bốt đầu tiên là mình giới thiệu là mẫu bốt này mọi người này. Mẫu bốt này tương ứng với cả là 3 phân mọi người ạ. Cái da của nó là da lì này. Đây nhá. Đấy, bây giờ là mình bắt đầu bày vào trong cực kính nhà mình nha mọi người nhé. Đấy, mẫu này thì nó mình có đủ size từ 35 đến size 39 là mẫu của nữ mọi người nhé. Đây là mẫu thứ hai, là mẫu giọt nước này mọi người này. Mẫu này là 7 phân này. Đấy, có giọt nước bên cạnh và khóa kéo ở bên cạnh nhé mọi người nhé. Đây, khóa kéo thì sẽ ở bên cạnh nha. Trong này là lót nỉ đấy nhé mọi người nhé. Trong này lót nỉ này. Đấy, trong này là lót nỉ này. Đấy. Bên cạnh này là mẫu này là mẫu hot nhất của năm nay. Là mẫu giọt nước này. Đấy, bên cạnh là có cái giọt nước này. Gọi là mẫu giọt nước. Đấy. Đây nha mọi người. Ba xinh luôn, 7 phân. Ai mà không đi cao được thì mọi người có thể đi mẫu thấp này. Mẫu thứ ba mình giới thiệu với mọi người là mẫu này nha, mẫu gót trụ này. Mẫu gót trụ mẫu gót này mẫu đẹp này mọi người này, mẫu năm nay mới có này. Mũi là mũi nhọn nha, bên dưới này người ta đính đá hết mọi người này. Đấy, bên cạnh này nhá. Mẫu này nó xịn sò lắm mọi người. Bên cạnh cái khuy mà kéo khóa này nó sẽ có một cái khuy đính như này. Đấy, nghĩa là chúng ta kéo xuống này. Kéo lên. Và chúng ta sẽ đính ở bên cạnh này. Đấy mọi người thấy không? Đấy. Rất là đẹp luôn. Đây, mẫu này thì là cao 9 phân nha mọi người nhé. Đây, mẫu này mình mẫu cao 9 phân này. Đó, xinh lung linh chưa. Đấy. Đây nhá, da của nó đều là da chất liệu da lì hết nha. Năm nay bốt là đa số các bạn là đi da lì nhiều vì lâu nó rất là dễ. Có cả bốt của da bóng và bốt nhăn. Nhưng mà bốt nhanh của mẫu của năm ngoái, nhưng năm nay sẽ về mẫu bốt cổ ngắn như này và gót như thế này mọi người nhé. Gót trụ nó sẽ như thế này. Đấy, và khóa của nó sẽ được đính như thế này. Đấy. Rất là lịch sự. Đấy. Đấy. Ba đẹp cho mọi người luôn. Mẫu kế tiếp mình giới thiệu cho mọi người là mẫu có cái chữ điểm nhấn là chữ V bên cạnh này. Đây. Và đây là kéo khóa ở phía sau mọi người này. Nó rất đơn giản nhưng mà đi lên chân nó rất là đẹp mọi người nhé. Đây, da của nó cũng là da lì như này. Đây mọi người thấy không? Đây, mẫu này. Khóa của nó ở phía sau. Mẫu này có dùng cho form 1.5 này mọi người này. Ví dụ như chân ai hơi một nửa đấy ạ. Ví dụ như là 35 mà nhích hơn một tí thì sẽ dùng 35 1.5. Đây mẫu này là mẫu 1.5 mọi người nhé. Đấy, bên mình chưa xỉ lẻ giày Quảng Châu Trung Quốc nhá. Ai mà có nhu cầu muốn xỉ lẻ thì mọi người có thể comment dưới bài viết này để lại số điện thoại bên mình sẽ xỉ cho mọi người nhé. Và có cả lẻ luôn mọi người. Đấy.
theo mình giới thiệu cho mọi người là mẫu bốt trắng, bốt nhún này nhá. Đây, bốt nhún cổ cao này có màu trắng và màu đen này. Bốt này là cao 7 phân với mọi người. Mẫu này thì là mẫu hot của năm ngoái. Năm nay cũng vẫn dùng lại nhưng mà sẽ không hot bằng các cái mẫu mình giới thiệu thì lúc trước với mọi người nhá. Mẫu này có màu đen này. Màu đen và màu sữa như này. Đây là màu sữa mọi người nhá. Đấy. Đây màu đen của nó đây. Size bốt thì sẽ dao động từ 35 đến size 39 mọi người nhé. Đấy. Size bốt sẽ dao động từ 35 đến size 39. Đây là màu đen của nó. Tiếp theo mình giới thiệu cho mọi người là mẫu bục dây mọi người nhé. Mẫu này là mẫu bục dây này. Đây mẫu này là mẫu bục dây mọi người nhé. Đây dây của nó sẽ buộc như này, dạng như kiểu là mẫu chiến binh ấy mọi người. Đây, đây mẫu dạng này là như kiểu dạng chiến binh mọi người nhé. Đấy, mẫu bục dây này. Mẫu tiếp theo nữa là mẫu bốt này, là mẫu bốt này là mẫu 7 phân này. Mẫu này có cái lông ở bên cạnh như này. Đấy, mọi người thấy không? Đấy, kéo khóa ở phía bên cạnh như này nhé mọi người nhá. Đây. Mẫu này là mẫu 7 phân. Đây. Đấy. Vừa xong là các bạn đã cùng mình theo dõi mình giới thiệu một số mẫu ở cửa hàng, tại cửa hàng nhà mình rồi. Các bạn thấy video của mình, các bạn nhớ like, share, subscribe cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chào.